Thủ tướng vừa mới yêu cầu trong giai đoạn tới phải thắt chặt quản lý các khoản vay ODA, phải rà soát các giảm các khoản chi không cần thiết trong các dự án ODA. Theo đó, các cơ quan chủ quản chủ động rà soát, cắt giảm tối đa các khoản chi không hiệu quả, không phù hợp, chưa cần thiết để làm sao bảo đảm tiết kiệm hiệu quả và trên cơ sở thống nhất với các nhà tài trợ, các khoản vay ODA mới thì chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển và không dùng cho chi thường xuyên. Tuy nhiên hiện nay, việc phân định giữa chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển trong các dự án ODA còn chưa rõ ràng. Chi cho đầu tư phát triển thường được nói tới là chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng hay còn gọi là phần cứng, thế nhưng các chuyên gia cũng cho rằng việc chi cho phần mềm như các dự án tăng cường năng lực, các dự án hỗ trợ kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục cũng cần được xem là chi cho đầu tư phát triển. Với thực tế trên, thủ tướng cũng đã yêu cầu phải có tiêu chí rõ ràng trong việc phân định chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển để tránh nhầm lẫn dẫn đến những khó khăn trong quản lý